Concert Anh Trai Say Hi, thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Được xuống 7kg rồi. Wow, có mệt mỏi gì không? Không mệt mỏi gì, thấy thoải mái lắm. Em chuẩn bị chết chứ nuôi. Rồi bây giờ dìu đánh bị ba người ra trước là một đội. Rồi, dạ rồi. Số phận đi, số phận đi. Số phận nha. Nhiều ra ít bị. Chà, tôi đen. Đây, quá chết. Trời ơi. Quá chết. Trời ơi. Phản công tử, đi thôi. Đi thôi, lên xe lam. Rồi, bỏ qua. Rồi, bye bye. Cứu quả ơi, tấp vô đi. Chụp lẹ đi. Rồi. Rồi, thank you. Mang được mọi người. Rồi, bye bye. Ôi, đẹp đẽ chết. Đẹp đẽ. Con trai bà bán bánh mì. Không thể lo cho em. Về đi. Không biết được họ đi. Trời ơi, đố nữa. Và hai một đêm nghe nói chừng tượng cộng cộng. Làm chừng là tôi với Huy mà. Ê, em á. Tôi sẽ phép đẩy em xuống đây. À, đây ha. Mình chụp cho phụ thể nhớ cho anh em. Ủa? Alo. Nói qua đi. Rồi cậu hai, cậu tư, rồi cậu năm tới chưa? À, chưa, nhưng mà ý là có nhờ chương trình mua mấy cái mền giùm được không? Sao vậy? Xe lạnh quá. Ừ. Xe lạnh quá. Chứ không phải miếng lạnh nha. Tôi đi trải nghiệm quanh thành phố Bạc Liêu. À, vậy đó ha. Bên đây là gió mát lắm, lồng. À, xe lạnh, xe này có một cửa số trời, xe lạnh là full cửa số trời ha. Sao sáu cửa số trời ha. Mấy đứa học đàng hoàng á, là lo học mà không có kiếm tiền được. Còn mấy đứa mà lo làm ăn xấu mà kiếm tiền được mua xe hơi. Thăm bà con dưới đây để xé giấy nợ. Tụi con xé giấy nợ tụi con, phải nợ người ta. À, là xé giấy nợ của mình là con ta. Rồi tới chưa? Lâu quá nè. Lâu quá, cứu tụi con gái. Tới rồi.
Ông ơi, chương trình tụi con là khi nào tụi con thắng thì được ăn cơm. À, thua thì ăn nhãn. Nhìn miệng. Nhưng mà trong một vài cái sự tham quan như thế này, có thể nào tụi con có thể bóc lụm? Bóc lụm. Mấy đứa cháu dùng từ không sang. Ý là xin ăn. Tụi con có thể ăn trộm được vài cái. Tụi con có thể dùng nhẹ vài cái nhãn. Không có, ăn thử ok, bình thường. Mỗi một buổi ăn một trái thôi, bảo đảm ăn không hết. Đúng rồi, nhiều lắm, ở đây nhiều lắm. Trời ơi, ăn vậy no lắm á. Thì chỉ đổi cái đầu lên là hết à. Ủa sao bỏ cái dùng ra. Nhưng mà chưa có cái Đây. Quay đi cho em cái nón sao. Em có con người không có. Trời cái gì ra đây. Anh em ta khổ nặng ở đây. Cố lên đi. Giao cho vui này chính. Trời. Nhưng mà em có một cái thắc mắc là tại sao là ông với lại anh á là không có bứt trái nhãn nhưng mà bẻ nguyên cái cành luôn. Tại vì đẹp em. Không phải. Người ta phóng khoáng. Không. Phải. Tại vì trước sau dựng phải cái cành ông phải cắt hả? Đó. Tại vì em không cắt á thì nó không nứt ra được. Nó không nứt ra cái đọt mới. Dạ. Thì nó không có ra trái nhiều và không dày cơm được. Cái. Em để ý nha, em đi mấy chương trình anh rồi mấy cái là về mà cây cỏ này nọ anh rành ghê luôn. Hồi xưa nhà anh khổ lắm, cái gì cũng phải làm á. Móc mũi cầu su nói chung khổ lắm. Tối chủ nhật này tranh thủ cơm nước xong là quay quần lên TV để coi hai ngày một đêm. Rồi giờ chuyện mất nào thích nhất là ai hả? Em đẹp trai. Em cũng thích thiếu thứ hai nữa. Em đi đi ngủ ngáy gì đó. Em thích thiếu thứ hai. Vậy đó, anh trai á. Còn ngủ ngáy nữa. Ngủ ngáy đẹp trai. Anh thích anh Dương Bảo Lâm, quăng miếng hề liên tục. Ê hề. Mình rất thích là Trường Giang. Vì cái cách diễn một mặt chất phát và rất yêu đàn em trong đoàn của mình. Trong đoàn hai ngày một đêm là ai cũng đỉnh đến. Cả đoàn mãi đến. Đến. Trong những cá thì thích ai nhất? Nếu thích ai nhất thì em thích Biết Khoan. Còn bạn bè xung quanh em thì thường thích ai nhất? Chắc là thứ hai. Hôm nay sao mà biết chương trình ở đây mà quay? Hồi sáng em đi làm mới thấy. Là em trốn làm ở đây hả? Tụi em trốn làm đây thôi. Tại vì có anh thiếu thứ hai. Anh thiếu thứ hai. Dạ, cũng như một phần là anh đẹp trai. Dạ, với lại vui, hài nữa. Em thấy Lê Dương Bảo Lâm thiếu thứ hai đẹp trai hơn. Dạ, anh thiếu thứ hai. Món ăn cầu chung nói chung khổ lắm. Phản công tử, đi thôi. Đi thôi, lên xe lam. Thôi, nguy hiểm lắm, chạy đi. Trời, có dừng xe, bỏ qua. Rồi, bye bye. Cứu quả anh ơi, tấp vô anh ơi.
concert Anh Trai Say Hi, thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9